Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn ở Chấm TV. Các bạn hãy like, share, đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để ủng hộ cho chúng mình nhé. Tối ngày 27 tháng 5, Dịch Dường Thiền Tỷ đăng tải lên mạng xã hội tác phẩm Tượng Đất mới, kèm theo dòng bình luận là em sao, bạn nhỏ yêu thương. Tượng đất được đăng tải đầy tính nghệ thuật. Thế nhưng dân mạng cho rằng bàn tay trong bức hình này là của con gái, nghi vấn hàng đầu lại chuyển sang cho Châu Đầu Vũ. Còn đặc biệt là bức ảnh này so sánh tay của cả hai. Dịch Dương Thiên Tỷ được biết đến là nam diễn viên, ca sĩ người Trung Quốc sinh năm 2000, đồng thời cậu cũng là thành viên của nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng TFBOYS, bên cạnh hai thành viên khác là Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải. Trong năm 2019, em út TFBOYS đã bộc lộ tài năng vô cùng xuất sắc khi nhận được nhiều lời khen với màn trình diễn trong bộ phim truyền hình và điện ảnh Trường An 12 Canh Giờ và Em Của Niên Thiếu. Khả năng diễn xuất của Dịch Dương Thiên Tỷ nhận được sự công nhận của khán giả và giới chuyên môn. Từng hợp tác trong bộ phim điện ảnh Em Của Niên Thiếu, Dịch Dương Thiên Tỷ và Châu Đồng Vũ luôn đối mặt với những tin đồn tình cảm lan truyền trên các trang mạng. Châu Đồng Vũ hơn Dịch Dương Thiên Tỷ đến 8 tuổi, nhưng gương mặt cùng dáng người nhỏ nhắn giúp nữ diễn viên trẻ hơn tuổi thật của mình rất nhiều. Ngoại hình của nàng nhiều nữ lang khá xứng đôi với em út TFBOYS trong tác phẩm điện ảnh. Cả hai tạo cảm giác couple vô cùng tốt. Chính Châu Đông Vũ là người lấy đi nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh của Dịch Dương Thiên Tỷ, khiến bao fan hâm mộ của nam minh tinh phải ghen tị. Một lần nữa, hình ảnh mới nhất do Dịch Dương Thiên Tỷ đăng tải lại dấy lên tin đồn tình cảm giữa cả hai người họ. Đến thời điểm hiện tại, phía cả hai nghệ sĩ vẫn chưa lên tiếng giải đáp tin đồn này. Vừa rồi là những chia sẻ về tin đồn phim giả tình thật giữa Dịch Dương Thiên Tỷ và Châu Đông Vũ. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để ủng hộ cho chúng mình nhé. Cảm ơn rất nhiều.